Con muốn mẹ lấy chồng chưa? Nhau. Hả? Sao vậy? Chú về chơi điện tử với con. Chú về chú chơi với con, chú đưa con đi học. Chú bảo vệ cho mẹ nữa. Rồi bảo vệ cho con. Ở nhà điện nước hư rồi có chú sửa. Ý con sao? Nói cô Lan nghe. Để nói nhỏ cô Lan nghe coi. Sao? Nói cô Lan nghe coi. Dạ. Muốn mẹ có một cái người khác ở cái bên để chăm sóc không? Lỡ mẹ bệnh rồi sao ai chăm? Nhấu là xấu. Chú này xấu hả? Không dám đâu. Chút nữa con lên con nhìn gần chú rồi là chú đẹp trai lắm mà. Nãy cô Lan đứng gần con đẹp trai dữ lắm. Dạ, em xin tự giới thiệu. Trước tiên xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quan khách quý vị ở đây ạ. Xin chào. Chào em. Chào anh Linh. Và chào chị Mai bên đó nữa ạ. Với người bạn gái. Chào em. Dạ, em tự giới thiệu. Em tên Nguyễn Đức Hoàng. Năm nay là 38 tuổi, sinh năm 1984, tuổi Tý. Dạ, hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, Dầu Tiếng. Trước đây là công việc em ở Sài Gòn, nhưng mà giờ do dịch em đang ngưng hoạt động lại. Nhưng mà Hoàng đang làm công việc chính là gì? Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên xe, hãng ô tô xe cho. À, xe đó hả? Dạ. Tức làm về kỹ thuật hay là buôn bán xe? Dạ, làm hợp đồng, ký hợp đồng cho khách hàng. À, người ta tức là làm về bộ phận làm hồ sơ đó ha. Kia, dạ. Kinh doanh cho thuê xe này kia ha. Đây là nhân viên đúng không anh? Nhân viên. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Cũng như là xin chào bạn Nam ngồi hàng rào kế bên. Cũng như xin chào tất cả toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay, cũng như là quý vị khán giả đang xem đài truyền hình. Em xin giới thiệu, em tên là Tống Thị Phương Thảo. Hiện em đang 29 tuổi. Dạ, cũng đang công tác và sinh sống ở Bình Dương. Thì công việc chính của em hiện tại là chuyên viên tư vấn tài chính. Thôi Hoàng, nói cho bên nhà gái biết mình có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì. Điểm mạnh của em là dám làm, dám chịu. Được. Nhanh lẹ, chắc. Nhanh gọn lẹ, dạ. Chắc. Thích làm, thích ăn, thích chơi. Chứ em có phần đam mê là thích ca hát. Thích làm, nấu ăn. Thích ăn, thích chơi, thích ca hát. Dạ. Thích nhiều quá ha. Thích rồi. Nấu ăn nữa. Thích nấu ăn nữa. Dạ. Thích đủ thứ luôn á. Rồi bây giờ đó là ưu điểm của mình rồi, còn khuyết điểm của mình là cái gì? Khuyết điểm của em là đói bụng là khó chịu. Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Có nóng tính gì không? Có hút, dạ, rượu có không? Hút. Hút thuốc. Có hút ít. Hút nhiều mà. Không? Dạ ít à. Ít là ngày mấy gói? Dạ khoảng ngày 5-6 điếu à. Ừ, đúng là cũng ít. Trường hợp là bữa tiệc hay bữa cơm em mới hút, bình thường em rồi, hút. Rồi, bỏ được không? Dạ được. Được, ok. Em đã từng bỏ rồi. Rồi, thôi bỏ luôn đi. Mời nhà gái. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là cái gì cưng? Ưu điểm của em là em thấy là mình là người hòa đồng, hoạt bát. Cũng dễ gần gũi, với lại nấu ăn cũng ổn. Còn điểm yếu của em thì em tính sạch sẽ gọn gàng á chị. Về nhà mà thấy nhà cửa bề bộn là không chịu, là không chịu, khó chịu. Dạ. Nhưng mà lúc đó là mình bực bội rồi mình càm ràm mà mình có la không? Chắc cũng có chị. Vậy hả? Dạ. Với lại sống hơi nội tâm á chị, nhiều khi cũng hay tự khóc mà mình buồn buồn khóc chơi vậy đó ha. Chứ lại điểm yếu nữa là chắc hát không được hay, hát dở. Không sao, bên kia hát hay. Chắc buồn quá sức lại vậy. Đúng. Bây giờ nói chút xíu về đường tình duyên đi. Em thì em có 3 mối tình lâu và ấn tượng nhất, 3 mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là năm 20 tuổi, là mối tình học sinh á. Là mấy năm? 5 năm. Dạ. Mối tình thứ hai mấy năm? Dạ gần 2 năm. Là 7 năm. Dạ. Mối tình thứ ba? Cũng gần 2 năm luôn. Là 9 năm. Dạ. Có kinh nghiệm 9 năm yêu nhau rồi. Với 3 mối tình như thế. Dạ. Bây giờ mình nhìn kỹ lại xem, mình kiểm tra lại xem sau 3 mối tình đó chia tay rồi mình có những sai sót gì. Dạ em cũng đã nhận thức được cái điều này. Mối tình đầu tiên là do còn nhỏ quá, mình chưa có suy nghĩ tới sự hôn nhân. Rồi. Đâm ra hai bên thì có sự đổ vỡ, thì cả hai bên tiếc nối cũng vẫn ngậm ngùi chịu thôi. Rồi. Đó là mối tình đầu. Mối tình đầu. Mối tình thứ hai là quen thời gian nhưng mà hai người không hợp nhau. Họ rất là chịu với em nhưng mà họ dữ quá, em không dữ chịu quá. Dạ. Rồi mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba là do gia đình của ấy điều kiện quá cao sang đi, em cảm thấy mình mặc cảm. Em muốn dừng lại. Rồi, ok, đó là cái tình hình 3 mối tình đã trôi qua như vậy đó. Nhà gái thấy sao? Bên đó 3 mối, bên mình bên này mấy mối? Cái này em cũng tâm sự luôn là em hiện tại là mẹ đơn thân. Có bé trai 8 tuổi rồi. Mối tình sâu đậm nhất thì của em thì cũng là với ông xã của em. Cách đây khoảng 4 năm thì ông xã em không may bị tai nạn mất. Dạ. Thì hiện tại thì em với con em đang sống, hai mẹ con sống với nhau được
ảnh cũng mất được 4 năm rồi. Bây giờ hai mẹ con sống với ai? Dạ thì hai mẹ con đang sống riêng chị. Chia sẻ với em một chút xíu. Dạ. Rồi, chia sẻ với hoàn cảnh của em gái. Em bé đó đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi. Đây con trai ngồi đây đó hả? Dạ đúng rồi anh. Mấy tuổi rồi? Dạ 8 tuổi anh. 8 tuổi hả? Thôi bây giờ coi như mình gạt những giọt nước mắt đau buồn đi. Dạ. Mình bước sang một trang mới. Tuổi thanh xuân mình cũng còn trẻ mà. Bây giờ thì chúng ta có thể quên đi. Rồi để mình bước tiếp một bước nữa. Để có một người đàn ông để nương tựa vào vai ha. Để chăm sóc gia đình mình nữa. Câu chuyện bạn ấy đã có gia đình. Dạ. Mà ông xã mất rồi. Dạ. Có đứa con nhỏ dưới đó. Em thấy sao? Dạ với em, một người đã từng trải một gia đình có con, thà có tốt hơn không có. Ừ. Giả sử như tụi em có thành với nhau, lỡ không có thì sao? À. Có con là do ông trời nữa. Rồi, được rồi. Có hơn tốt hơn. Rất là cảm ơn bạn nam bên đó vì cái câu trả lời này. Ừ. Lỡ sau này tụi em đến với nhau mà không có con thì sao? Nó cũng làm cho mình ấm lòng nữa. Bây giờ nè, mình nói về cái mong muốn mình có một cái người bạn trai như thế nào. Để một tí nữa chị Lan qua, chị Lan cố gắng là kỹ kỹ cái chỗ này một chút. Dạ, trước tiên đó thì bạn nam nó phải hiểu được cái hoàn cảnh và thông cảm cái hoàn cảnh của em. Và nếu mà đã thương em thì phải thương con em nữa. Dạ, đó là đầu tiên. Sau là thì em cũng muốn bạn nam nó cao. Cao một chút để che chở được cho hai mẹ con ha. Dạ, với lại một người là một người mạnh mẽ, độc lập, có tính quyết đoán, công việc kinh tế cũng phải ổn định. Nãy giờ bạn trai nghe thì mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu anh đó rồi? Dạ đủ hết. Đủ hết, anh thấy cũng đủ hết rồi đó. Còn em muốn có một người người vợ tương lai thế nào? Cái tương lai thì sắp tới thì mong muốn người vợ thì biết sống, hiểu biết chuyện và yêu thương gia đình là được rồi. Còn đi bạn gái có người con trai là thật sự mà nói, mình chỉ tính từ giờ trở đi thôi, quá khứ không tính nữa. Thương người thương luôn cả đường đi. Hay quá. Đó, bên nhà trai tôi ý vậy đó. Nhà gái thấy sao? Để xin phép được bước qua nhà. Chào chị Mai. Dạ. Được lắm. Em ơi, cao to đẹp trai ngon lành lắm. Thật ra thì qua đây cũng không biết hỏi gì đâu. Tại vì tất cả những gì mà bạn đã nói, tâm sự nãy giờ thì mình hiểu một phần nào đó về con người này. Rồi cũng rất là, cũng khá là phù hợp với những gì mà bên kia yêu cầu. Và bản thân bà Mai cũng cảm thấy là khá là an tâm. Nên là bây giờ chỉ qua đây hỏi là mình đang đi với người thân nào. Dạ nếu một mình ba mẹ lớn tuổi quá đi không nổi. Vậy ha, rồi có anh Quyền Linh hỗ trợ. Mình hỏi người thân của nhà gái nè. Đi để với em lo anh thấy được đó. Em đi với mẹ. Đi với mẹ với con trai hả? Dạ. Con chào cô. Dạ trời ơi mẹ trẻ quá ha. Dạ chào cô. Bé Thảo á, nhà chị thì cũng mạnh mẽ, cũng chịu khó. Hai mẹ con sống với nhau cũng rất là buồn. Cho nên cũng cần một cái điểm tựa. Bây giờ thấy cũng gần 30 tuổi rồi thì cũng không còn trẻ trung gì nữa. Và cái thời gian đau buồn cũng đã qua khá dài. Cho nên là cũng muốn tìm một cái nơi để hai mẹ con nương tựa thì mới đến đang tham gia chương trình này. Thì cũng cầu mong gặp được một cái người bạn trai mà hiểu biết, thông cảm được cái hoàn cảnh cho hai mẹ con. Nghe bạn trai đây nói về cái sự thông cảm đó thì chị rất là mừng, rất là xúc động. Còn lại cái duyên thì tùy hai đứa. Thì và chị thấy bạn trai bên này cũng rất là ưu tú. Nói chung là tất cả những cái gì thì nó cũng phải có thời gian để tìm hiểu rồi hai đứa coi có cái duyên đến với nhau hay không. Thì cũng cầu mong là cho hai bạn cho nhau cơ hội để cùng nhau nương tựa vào cái khoảng thời gian sắp tới cho tương lai nó được vui vẻ hơn. Dạ. Thì chị cũng mong như vậy thôi. Dạ, cảm ơn nhà gái. Con trai, con muốn mẹ lấy chồng chưa? Dạ không. Hả? Sao vậy? Chú về chơi điện tử với con. Chú về chú chơi với con, chú đưa con đi học. Chú bảo vệ cho mẹ nữa. Rồi bảo vệ cho con. Ở nhà điện nước hư rồi có chú sửa. Ý con sao? Nói cô Lan nghe. Để nói nhỏ cô Lan nghe coi. Sao? Nói cô Lan nghe coi. Dạ.
muốn mẹ có một cái người khác ở cái bên để chăm sóc không? Lỡ mẹ bệnh rồi sao ai chăm? Mấy chú này xấu. Chú này xấu hả? Không dám đâu. Chút nữa con lên con nhìn gần chú rồi là chú đẹp trai lắm mà. Nãy con lại đứng gần con thấy đẹp trai dữ lắm. Cao to không? Chưa chịu hả? Không, mà không cao bằng cha con. Không cao bằng cha con. Cha con cao lắm hả? Cha cao nhiều. Cao cao chú lên không? Cao chú còn lên không? Cao hơn xíu. Cao chú còn lên luôn. Cha con cao dữ vậy đó hả? Rồi ok. Nói cho vui, bé còn rất là nhỏ ha. À, quan trọng là hai người lớn thôi. À, quan trọng là bạn nam. Đúng rồi. Có chinh phục được trái tim của cậu bé này hay không? Thôi bây giờ mở rào đúng cho rồi, hai bên cho gặp hai bạn đi. Gặp nhau đi. Rồi mình trò chuyện với nhau rồi mình tính ha. Mở rào. Mở rào. Chào em. Anh có món quà đơn giản tặng anh làm kỷ niệm. Dạ, thì cũng có món quà nhỏ tặng anh, trong đó có cuốn sách với lại cái viết, để có gì anh có làm công việc gì cần anh biết thì sẽ nhớ đến em. Lúc nào anh cũng sẵn sàng cầm này, tại anh cũng thường xuyên cầm sổ sách. Dạ. Cảm ơn. Hai em cứ ngồi đối diện nhau trò chuyện đây nè. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Thảo thấy nhà trai bên anh thế nào? Dạ, em thấy thì hiện tại cũng ổn anh. Em trai thấy nhà gái thế nào? Dạ dễ thương anh. Dễ thương đúng không? Con trai mà luôn có câu nói yêu bằng mắt, yêu cái bằng đầu, cảm giác thích. Chỉ muốn thời gian sau như thế nào mình tìm hiểu nữa mình sẽ biết nhiều hơn. Còn giờ trước mắt là mình chỉ biết thích thôi, thích bạn, thích em. Không biết nói sao hết. Thích rồi biết nói sao hết chị ơi, giờ khó nói quá. Em hỏi coi có gần nhà em không? Nó chạm một cái hỏi gì tới. Đó trong cái con tim mà nó hơi bối rối một tí xíu. Có gần nhà nhau không hai bạn hỏi? Hỏi đi. Em ở xã nào, huyện nào ở Bình Dương? Em ở Bến Cát anh. Anh ở Dầu Tiếng. Dạ vậy cũng gần. Dạ thì vì vấn đề ví dụ như sau này em với anh có thể đi tiến tới được xa hơn thì quan niệm về con cái anh sẽ như thế nào? Chẳng hạn như vấn đề con chung thì như này, sau này anh sẽ dạy dỗ nó như thế nào? Dạ. Nếu sau này mình thành là vợ là chồng đi, nếu mình có con riêng, trai hay gái gì cũng như là con, thì anh sẽ thương con em nhiều hơn một chút. Giả sử như anh có một cây kẹo đi, anh cho con chung mình thì em sẽ buồn một chút đúng không? Nếu mà cho con riêng của em sẽ hạnh phúc, anh được cho một được hai. Anh nghĩ là như vậy. Nói chung con nào cũng là con hết. Em thì quan điểm thì công bằng. Miễn sao mình đừng có để các con nó cảm thấy là nó đứa này hơn đứa kia kém. Nhưng bạn trai suy nghĩ vậy cũng hay đó. Thế bạn trai cố gắng bù đắp một chút gì đó cho con trai. À, cái này cũng là một cái ý hay đó nha. Thương con tự động thương lại lớn nên ai cũng có sự hiểu biết rồi. Tự động nhận thức được, như mình ra ngoài đi, người ta mời mình bữa cơm thôi, mình ăn mình cảm thấy còn nhớ ơn rồi. Không chi mình dạy con nên người mình ăn cho ăn học thì con tự hiểu biết nó sẽ thương mình đấy, như cha ruột đó. Nó một cách sống của xã hội, anh nghĩ là vậy. Mình bàn xem khoảng bao lâu nữa thì mình có thể kết hôn được. Cái này anh hỏi em nha, khoảng bao lâu nữa? Chung là nếu mà tính ra độ tuổi nữ thì cũng già rồi. Nên là nếu mà được thì chắc khoảng tầm 1 năm. Dự định nếu mà trễ lắm thì 2 năm đổ lại. Phải đi, mình quyết định vậy đi. Còn trong thời gian đó mình có nhìn bàn tính kỹ lại hơn. Dạ. Tại mình thương nhau quá, mình muốn gần nhau quá thì mình tiến sớm hơn. Dạ. Đúng rồi. Còn cái hiện tại mình cứ tính như vậy đi ha. Trong thời gian đó mình tìm hiểu và có sự qua lại. Dạ. Bây giờ mình tiến tới đi. Tiến tới luôn, nắm tay, hát một bài đó tặng cô gái. Anh có một bài anh vừa sáng tác luôn, là mới 3 ngày nay thôi, nó chưa có được hoàn thiện lắm. Dạ. Nhưng mà chỉ hát một khúc thôi nha. Nhìn thẳng vào mặt bạn gái mình, giao lưu cảm xúc tí nào. Nhìn bạn gái. Anh thích em rồi, chỉ vì lòng anh giờ đây muốn nói yêu em. Đừng có buông tay anh nha, tình yêu của anh trời cao chứng minh. Lời anh nói nguyện cả tấm lòng, mong em hiểu thấu lòng anh. Về với bên gia đình mình, mong em nhanh quyết định tụi mình đính hôn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Chúng ta để tay vào nút bấm đi, suy nghĩ cho kỹ. Đây là tương lai của mình, đây là con đường mình đã chọn, mình sẽ chọn và mình phải có trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Và khi các bạn bấm nút đó, các bạn phải thật sự bấm bằng cả trái tim của mình. Thích
Bấm à. Thì bấm. Dạ em bấm. Yêu là cứ bấm liền luôn, đừng có ngại ngùng gì cả. Em bấm rồi. Còn không yêu thì chúng ta không cần bấm. Nào, chúc mừng các bạn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ có mẹ của Thảo ở đây, xin phép mẹ cho tụi con quen nhau và tụi con hứa cái gì đó. Dạ con xin chào cô ạ. Chào con trai nhé. Từ đây sắp tới là con sẽ trân trọng Thảo và dành những tình cảm tốt đẹp nhất những gì cho Thảo. Và con đặc biệt nhất, con không bao giờ để cho Thảo buồn vì con. Con sẽ làm trọn trách nhiệm một người đàn ông. Hay quá. Rồi, đây là những món quà dành cho các bạn. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quỳnh Linh. Rồi, cảm ơn em, để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay em ở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Thế là em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó. Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó. Cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Rồi, và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Dạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sốc cái chuyện thứ ba xong á. Em giống không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lập tới lập lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người rồi đó. Để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau gì đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi. Tức là em 4 mối tình đều không ra gì. Trời ơi sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy. Đấy, nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần nhờ chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà là phải có đạo đức đàng hoàng, lý lịch rõ ràng. Đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em quá sợ. Muốn là không có lý lịch rõ ràng. Bà mối của phỏng vấn là lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cái cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi mình anh được, có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình
tìm một chuyến đò khác hợp với mình rồi đi thôi. Vậy là để cả hai người đều đã ràng đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Ừ. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á, của gia đình, không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ. Bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái thì với ai? Dạ, em đi với em gái. À. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô hả chú? Dạ, tôi là bố cô Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu, thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó. Chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc, thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng dạ, xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi thôi, mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ, mở rào. Tặng em cái, dạ, cái đặc sản của Bình Định á. Dạ, em cảm ơn anh. Còn cái này là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, cảm ơn em. Em hôm cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha. Cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi, bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha. Có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó, là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết. Không được lăng nhăng, tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được, anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm, lắng nghe vợ lắm. Ừ. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là thì, mình ở đâu? Thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình để gặp em, bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Đấy, thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin á. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? À, ở đâu cũng được, vợ ở đâu thì em ở đấy, ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó, em có đồng ý không? À, dạ, tại vì em không hề có ý định đi đâu á, tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Ừ, quen dạ rồi, công việc em cũng trong đây, shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. À, vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. À, cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài lịch. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tao nói đúng bán rồi mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi, bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin đó,
thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy bình, chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh, mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì là dạ anh biết. Và mấy anh chị cũng anh thì cũng hối, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh xuống liền, tổ chức nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hồng Hôn. Đà Lạt Hồng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát chỉ nhiêu đó thôi. Hai, tao ghế đi nào. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình, có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Dạ, em tên là Nguyễn Tiến Phước. Hôm nay em 38 tuổi. Quê quán Cần Thơ. Làm việc ở Sài Gòn. Phước 38 tuổi, dạ. Quê Cần Thơ, dạ. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ, làm tài xế Quyền Linh. Tài xế lái xe gì? Dạ, lái xe sắt thép xây dựng của Villa Kiwell. Vậy là xe, gọi là xe công đó đúng không? Xe tải bự đúng không? Xe 3 tấn rưỡi anh Linh. À, rồi Phước 38 tuổi, quê em. Cần Thơ, làm thành phố Hồ Chí Minh, lái xe. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Phương An, em năm nay 31 tuổi. Em là chuyên viên của làm tại Sở Khoa học Công nghệ Long An ạ. Dạ. Sở Khoa học Công nghệ Long An. Dạ, hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ủa, đây là chiếc tay em hôm qua em mới làm hôm qua để dành tặng cho chị ạ. Ồ, trời ơi, chị cảm ơn em. Dạ. Cưng quá vậy. Rồi, dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tự tay đó hả? Dạ, tự tay em làm ạ. Nhớ chia Linh nha Vân. Nè. Cho Linh sợi dây cũng được. Chia làm sao? Sợi dây đó. Càng ngày càng ấy à. Trời. Mà em bây giờ mình nói một chút xíu điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người, nhất là bạn gái. Điểm yếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Giống anh quá. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống như cha anh luôn. Nóng hơi cỡ nóng nào? Nóng tánh ăn nhiều. Dạ. Nóng cỡ nào cưng? Lúc mà cưng nổi cơn điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là như trong công việc. Ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu. Thì nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta xí rồi mình thấy người ta hơi biết cái gì, hơi biết cái mình nóng thì người ta nhịn đó, thì mình im luôn. Còn người ta cự thì mình chơi luôn. Thấy quá thì mình thôi rút lui cho chắc ăn. Mình im luôn, coi như dạ. Mình không có cự lại luôn. Dạ. Ồ, vậy cũng lành tính chứ đâu có nóng tính đâu ta. Dạ, tại hơi nóng thôi chị. Hơi nóng. Rồi thích nó ăn, thèm ăn là sao? Em thích ăn là dạ, sao? Dạ, nhiều khi á em mà buồn á là em ăn nhiều lắm. Ồ. Cái đặt em xấu vậy đó, ăn nhiều rồi chừng nào ăn chừng nào hết, cơ nghiền rồi ra em nghỉ ăn à. Chị Vân, chị không có buồn, chị vui buồn gì chị cũng ăn hết chứ á.
Ôi ôi, chứ tôi ăn mà thua Linh à. Trời ơi, tôi nói thiệt á, cái người mà ăn nhiều hơn á là Linh đó. Mà tại vì trời thương Linh, cái cơ địa nó mới mập thôi. Nói nghe nè, em dạ. Em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy á hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Dạ em thì điểm mạnh của em thì em là một người thích hợp với công tác xã hội. Khéo tay nữa nè. Em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng đến người thân. Nhưng mà những cái gì mà em thích thì em sẽ quyết tâm làm, nhưng mà những cái gì em không thích rồi là không có ai ép em làm được hết. Em thì thích ăn, nhưng mà em ăn có chọn lọc, chứ em có nghĩa là giống như em giống như buffet vậy đó, em ăn mọi thứ ít. Nhưng mà em ăn hoài luôn, có thể suốt ngày em ăn từ sáng cho tới tối luôn cũng được nữa. Nhưng mà em cũng thích ăn đúng không? Nhưng mà em không ăn nhiều. Dạ. Nhưng mà khẩu vị của em thì giống như người Bắc vậy á. Còn anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhát tí, là có nghĩa là em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân, chăm sóc những cái người mà em cảm thấy thân thiết và em là một người sống tình cảm. Dạ. Nhưng mà anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính, em về em không biết là em với anh sao nữa, tại vì em cũng em cũng nóng tính. Nóng tính là cũng như là trong công việc, còn ngoài hết công việc á là anh rất hiền, nhưng mà nhất là phụ nữ là em yên tâm đi, anh là lúc nào là anh phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền, các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người, tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu, cho anh mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi rồi biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, hơi cưng chịu xí chứ không sao, mình nhịn là cho nó yên, chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt anh ơi. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dạ anh á em. Dạ anh thì nói chung thì ba mấy năm nay anh cũng muốn tìm một mối tình, đang kiếm một người đi hết cuộc đời, là dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là cưng, lúc nào cũng là cưng rồi đó, nhưng chưa có cơ hội, không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn tại vì anh... lúc trước á thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê. Dạ. Do vật chất gia đình anh thì cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, rồi người ta cũng đi lấy chồng, rồi anh cũng để cho anh lấy chồng, rồi từ đó giờ anh là cái quan niệm anh là rất là phấn đấu, là có nghĩa là anh đi làm, ví dụ là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được là mình nên lập gia đình, tại vì người đàn ông mà ví dụ mà trụ cột gia đình mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá. Câu này hay đó. Rồi. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Rồi một mối tình duy nhất đó thôi. Chia tay mối tình đó bao lâu rồi? Dạ, chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm. Mười mấy năm rồi? Dạ. Mà không có quen mối tình nào khác nữa? Không, tại vì công việc của em á, thì nói chung thì cũng... Em thì lên Sài Gòn thì em đang quyết tâm là lập nghiệp. Ví dụ mình sau này em kiếm một... Ví dụ mà mình có duyên rồi mình làm, mình thấy có ổn định công việc rồi mình sẽ kiếm duyên sau. Cái đó là công việc thì tiền bạc thì ai cũng cần, nhưng mà em cũng cố gắng mình... cho dù người đàn ông nó cực cỡ nào mình phải kiếm mình để cho phụ nữ nó khỏe khoắn hơn cho nhưng bây giờ đủ tiền lo cho phụ nữ chưa? Dạ thì cũng không có nhiều cũng không có ít, nhưng mà có thể là bản thân em là chắc có thể là lo được cho phụ nữ. Lo được phụ nữ rồi, dạ, ha. Ok đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe. Ừ, còn em sao? Tình duyên sao nè? Dạ thì thật ra thì em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi. Nhưng mà do hoàn cảnh là em là con một cho nên là em ở bên Long An, còn chồng em ở bên Bến Tre. Rồi nhiều vấn đề xảy ra, rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Rồi sau khi mà ly hôn thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà em kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, em đặt nặng tình cảm nên cũng người ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình.
Dạ, cho nên là cũng không đi tới đâu. Nhưng mà hôm nay á, đi lên chương trình á, thì mấy chị bạn trong hội bạn thân của em á, thì cũng nói là quyết tâm là nay lên đây, dạ em không tìm người yêu, em tìm chồng. Chồng ơi, anh ở đâu? Em anh đang ở đây, đây nè. Nhưng mà chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa dạ. Có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Nói chung thì mình trên đời này không có gì mà suôn sẻ, cái đường nào mà cũng không suôn sẻ. Mình quan trọng nhất là cái em thì đàn ông thì em không có tính toán gì, cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó là cái nỗi khổ không ai muốn vậy. Nhưng mà bản thân người đàn ông là nếu mà mình là em là không bao giờ nghĩ tới có gia đình hay là hay không có gia đình không có quan trọng, là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai hiện thực tế thôi. Chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng, em hay đơn giản quá. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào em. Dạ chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đô dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100kg là mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập, thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên thì em cũng gán tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được 8-9kg. Ồ vậy dạ. Em động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương rồi. Mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết. Đúng không? Bây giờ dạ. Chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tròn trịa phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nếu chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được. Mập xấu không quan trọng. Em mập là bình cho nó chắc dạ. Thôi. Mập ok đúng không? Dạ tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cái cảm nhận là cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không có nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ là nữ được. Là được rồi. Là thì em thương rồi. Tại vì em biết không, anh Linh á là vợ của anh ốm quá. Dạ. Ốm đi rồi cái anh nhìn ai cũng thấy người ta mập hết trơn á. Dạ. Chứ thực sự người ta cũng vừa người chứ cũng đâu có mập gì đâu. Tập cho nó chắc lại thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi thịt nạc dâm không đó. Tôi nói cho ông biết á, giờ tập kiểu gì giờ. Nói nghe nè, dạ. Chị nói giỡn thôi. Nhưng mà em thực lòng á, ví dụ như em mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em á thì cũng đơn giản lắm, là biết chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn, không có cần phải ngoại hình. Dạ dạ, không cần ngoại hình, cũng nói chung là giản dị lắm, nhan sắc thì cũng bình thường thôi cũng được, không quan trọng với nhan sắc. Con đây một. Chỉ cần tình yêu thôi. Dạ, à con một. Dạ nếu mà con một thì cũng không sao, tại vì em thì cũng quan niệm em là tự lập, mà nói chung là miễn mà sống đâu hạnh phúc là được rồi, không có quan trọng là phải. Tại vì con một đâu có đi dạ, đâu được đâu. Dạ. Phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Thì em nghĩ sao về điều này? Nói chung là nếu ví dụ mà cha mẹ đi. Bên nào cũng là cha mẹ, nếu mà tạo mình ra là mình phải người lớn, là lúc nào mình phải tôn trọng và kính nể, không có nên cha mẹ thì có một thôi đúng dạ, không? Không nên phải là phải bên này bên kia, em là người lớn là bên nào em cũng là đặt định vấn đề là mình phải phụng dưỡng người lớn. Dạ. Mà vừa rồi em nghe bạn nữ bên đây tâm sự về cái cuộc đời của bạn á, như vậy dạ. Thì em có e ngại điều gì? Dạ không e ngại, cái đó là em, cái đó là mình không nên, nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị, mình phải thương người ta hơn. Dạ, dạ nói chung tại đây vì là phụ nữ tốt. Là phụ nữ nó đúng rồi. Nó trải qua khổ lắm. Dạ, bạn này nãy giờ okay. Chia sẻ bạn ấy rất là tôi chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì tốt đâu, lắm. Tôi nói đàn tôi trai đó. Là tôi là tôi số thấy rồi là đó. Tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi đó. Tôi còn ưng đàn trai được nói chi ai? Thì đó, thì bây giờ đó ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á, miễn là phụ nữ được rồi. Ừ. Đâu, xích qua tôi coi đàn gái cái coi. Đó, tôi móc áo tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ, chào anh Nguyên Linh. Ha. Dạ. Dạ, thấy hai chị em như nhau. Đồng màu, đúng đồng chất. Luôn. Hai chị em tôi đúng một tim luôn. Đồng màu, đồng chất. Dạ. Được đó. Nếu hai người hợp xứng nhau. Mà, xứng không anh? Xứng đó. Dạ, xứng là được rồi. Không, bây giờ nói thật sự là học bấm không quan trọng hết trơn. Quan trọng đấy người ta tập nó còn xuống nữa mà dạ. Ha. Nhưng bây giờ á, nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng dạ. Bao lâu em có thể cho bên đây bước tới?
Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Mở bước cái rào anh cũng muốn bước, bước cái mà cái gào nó cản em ơi. Xong rồi cái gào quảng là em qua hốt liền á. Hốt liền được luôn. Dạ vậy bước khỏe liền rồi. À, có về làm rể không? Được không? Dạ em thật sự ra thì một trong những tiêu chí của em là sẽ một là có nếu mà có khả năng á thì hai vợ chồng sẽ ra riêng nhưng mà cũng ở gần ba mẹ bên em tại vì hoặc là sẽ ở rể bên nhà em. Tại vì nhà em thì cũng hơi neo chí. Em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. À, ba ở đâu? Mẹ em là dạ ở Long An. Ba mẹ em là công an về hưu. Huyện nào? Dạ ở ngay tỉnh, ở ngay thành phố Tân An. Thành phố Tân An hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy khỏe rồi, sát bên thành phố Sài Gòn đây mà. Dạ đúng hả? Rồi. Rào mà ảnh còn leo qua được mà Sài Gòn sao ảnh đi không được anh. Đúng dạ. Rồi. Rồi vậy thì ảnh là có thể về đó ở rể được ha. Nhà dạ. Có hai ba mẹ em thôi đúng không? Dạ, với đúng em rồi. Thôi. Đúng dạ, rồi. Ba mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em thì 56, ba em thì 66. À vậy được. Ồ, rồi. Vậy là ông bà còn trẻ. Anh về làm trụ cột trong nhà ha. Dạ. Sửa lại mái nhà, điện nước cái gì anh lo hết. Dạ. Khỏe lắm. Anh lo cho em là được rồi. Lo hết luôn. Dạ. Nhưng mà em thích bạn trai sao? Cái mẫu dạ, bạn trai của em. Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Dạ cái điều thứ ba thì cũng là cao hơn em một tí xíu. Dạ em không thích người hút thuốc và xăm mình nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được. Còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế gò đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ Long An nổi tiếng là đế gò đen đó anh. À anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon còn rượu đi chắc nghe nó rượu gò đen rồi cũng mạnh lắm chắc anh uống chắc được xị á. Dạ em mấy chai? Vậy được rồi dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em yên tâm đi em uống đi anh đưa em về không sao đâu. dạ được rồi. Hôm nay em đi với hai em gái? Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì Xuân An quen biết với Xuân An thì cũng 6-7 năm rồi. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng tính trẻ con, có khi nóng giận rồi bất đồng. Chứ thì bản thân tôi rất là tốt. Còn em trai bên đây thì theo em tin nhỏ ý như từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Đây, hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, chững lắm không chị? Cũng tạm tạm. Dạ, ok. Thấy hiền. Rồi, hiền. Bạn trai bển đi với ai? Dạ, em đi với chị em. Chị ruột hả? À, dạ chị họ. À. Chị họ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em là chị họ của Phước. Dạ. Em đến chương trình cũng muốn theo ủng hộ em đó tìm một người bạn. Dạ. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm. Hơi cọc tính tí thôi. Dạ. Thấy nhắn nhủ không? Dạ. Bên đàn gái sao? Nhắn nhủ dạ em không? Thấy thì theo chị á, thì bên bên đàn gái á, nhìn thì cũng được, tính cũng được đó. Mũm mĩm dễ thương. Mũm mĩm mà dễ thương. Nhưng mà nhậu thì cũng được. Cho nên là quá được luôn á. Nên là cũng hợp với em. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi. Thôi bây giờ để ai cũng lớn hết rồi ha. À, mình mở rào hai bên gặp mặt đi rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng rồi. Rồi ngày mai về quê rước em gọi là về Vinh luôn. Cần Thơ với Long An cùng chung quê luôn. Mở rào miền Tây. Bắt đầu đi em. Dạ. Đứng lên dạ, nhận quà. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Dạ, em được biết là anh không còn mẹ. Thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Dạ, tại vì
Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì ai anh nên người tài ba, nhớ công người sinh thành, vì ai mà có ăn. Dạ. Tiếp tục đây đây. Rồi. Còn cái món quà thứ hai á là em món quà thứ hai nữa đấy. Muốn gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá, thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa, thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Em tặng anh ạ. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Nè, món quà này là chính tay anh làm. Dạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, em đói bụng từ chiều tới giờ luôn á chị. Ồ, là chính tay của em làm á hả? Ừ. Dạ. Bữa nhẹ dưới quê, ba em gửi lên cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn bác ạ. Được đó, ăn bưởi được á em. Đừng ăn gì khác. Dạ. Thôi. Dạ. Quà cáp đã xong, thủ tục đã xong, bắt đầu mình trò chuyện. Dạ. Anh thích phụ nữ. Anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh. À thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mà không được gì hết. Mà anh bản chất anh là có cái là chung tình. Dạ. À, cũng hơi anh, nhút nhát. Anh thấy em sao? Em thì cũng bình thường, đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Dạ. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình á thì anh cũng có nói á, mập hay là ốm không quan trọng. Dạ. Quan trọng nhất là cái tấm lòng và cái tâm hồn thôi, chứ vẻ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại đôi khi em ở trong môi trường công tác là nhà nước, mà em là của bên ban chấp hành đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan, cho nên là em cũng hơi hoạt bát. Nhiều khi thì cũng hơi trẻ con một tí, nhưng mà thí dụ như anh chịu khó dỗ em là được. Còn nóng tính thì thật ra thì ai cũng nóng tính hết, ngay cả bản thân em trong công việc thì em cũng rất là nóng tính. Nhưng mà thí dụ giống như anh, em nóng anh nguội, anh nóng em nguội, hai đứa mình cùng nguội càng tốt. Không, mà nếu mà em mà nóng á thì anh biết tính em nóng á thì anh sẽ nhường nhịn hết. Dạ. Những lúc mà anh nóng nhiều khi anh có quá lời thì cái lúc mà ấy thì em nói thì anh sẽ sửa hà. Dạ. Tại thì tính anh thì nóng thì có nóng, nhưng mà cái nhiều khi nóng lỡ lời á thì tỉnh rồi hết nóng á. Dạ. Thì nói là anh biết điểm anh sai là anh nhận lời thôi, chứ. Dạ. Không có ai xin lỗi thôi, chứ không có hơi eo hẹp thì không có tính kỹ đâu. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? Nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ phía đi xa để giao hàng đó. Cũng bên anh thì bên nhà phân phối sắt thép xây dựng của bên thép Nhật này nè. Dạ. Là phân phối cho các đại lý như thầu hay là nói chung là đâu có công trình là kêu bên hàng bên anh là anh điều trả hết. Rồi nếu mà hai đứa mình quen nhau á rồi sao anh? Thì rồi tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. Thì đó thì đây cũng gần thì anh nói chung thì anh đường xa mấy anh cũng sợ, mà sợ nhất là em cũng thương anh thôi. Dạ tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi, thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì em sẽ xong chương trình, thì tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu như mà anh thương em rồi thì cách mấy chắc anh cũng qua được ha anh ha? Được. Dạ còn câu cuối cùng em muốn hỏi là bấm nút đi anh. Anh còn gì hỏi em không anh? Anh không có còn gì hỏi, mình thấy là được rồi. Được rồi ha. Dạ. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Nhiều khi em hát cũng được mà sợ hơi run, không biết hát được không. Kệ nó, được nhiêu hay nhiêu. Dạ, nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Rồi, đứng lên. Cái bình hát coi. Em đứng lên nghe anh ấy hát.
Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ, nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng. Ẩm lên dạ, em cảm ơn. Anh thấy sức khỏe em khỏe lắm, em ẩm cổ nổi không? Dạ nổi. Thử coi, thử coi. Thôi đừng không, ẩm. Được, được. Thôi thôi, ngại. Không có gì đâu ngại, ẩm thử coi. Dạ, dạ thôi em ngại, dạ. Thôi để tụi em ẩm riêng đi anh. À, dạ, dạ em ẩm. Rồi riêng em gái hát tặng đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ tin. Tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi đã bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn để tay nút bấm đi. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Đây nè, nút bấm đây nè. Ngồi xích về xích, là xích. Về Long An. Về Tân An. Xích, xích. Chuẩn bị. Đúng rồi. Đếm luôn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, yes. Vô. Ngon lành luôn. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau. Đó, trời ơi, hợp. Ơi. Hai người cũng hợp lắm nha. Đó. Hợp không anh? Hả, hợp. Hợp không? Dạ. Em là năng động ha. Dạ. Em là cũng có bằng cấp, có đầy đủ và cái sự giao tiếp uy tín xã hội. Dạ. Bạn này hiền. À, có một mình lũi thủi thôi, cũng cô đơn lắm. Dạ. Thôi, hay về Tân An ở luôn. Rồi có gì bạn sắp xếp vô công đoàn chở hàng ở trong công đoàn hay chở đồ đó cũng được ha. Được á. Dạ. Được á. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi. Dạ, em cũng không có ít nói mà không biết nói gì. Em nói thật sự là hôm nay em vui lắm, em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ hay là rồi. Dành cho vợ em. Thôi rồi. Rồi xác nhận luôn, vô luôn rồi, xác nhận luôn luôn. Bên kia không lại luôn. Ôm chặt cái coi, ôm thật chặt, không biết coi cho đã coi. Trời đất ơi. Để nguyên, để tôi nguyên, tôi chụp tấm hình này. Để nguyên. Tấm này để hình bì rồi. Đừng đứng vô lộn. Thì đây nè, tôi né rồi. Rồi, xong. Nói chung á, hai người dễ thương lắm á. Đám cưới mới mời nha, gần ngang sát bên luôn á. Ha. Dạ. Ừ.